Trong không khí đầu xuân, sáng ngày 2 tháng 2, tức 12 tháng Giêng, trong quần thể di tích quốc gia Đình Tả Quan, Ủy ban Nhân dân, Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa xã Dương Quan long trọng tổ chức lễ dỗ 16 vị hậu thần đã có công khai khẩn đất hoang, lập xóm dựng làng. Dự chương trình có gia đình đồng chí Trung tướng Trần Bá Thiều, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và người con xa quê của quê hương Dương Quan. Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Lê Thị Hồng Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Quan nhấn mạnh, theo phả ký Dương Quan, trước là vùng đất xú vẹt, quanh năm ngập mặn thuộc cồn cát cửa biển Nam Triệu. Các bậc tiền nhân đã trải qua 4 lần mở đất, lần thứ nhất là năm 1580, cụ Nguyễn Thuận Trúng, vị tổ đầu tiên của họ Nguyễn Văn Nguyên. Sau đó năm 1743, cháu nội 6 đời của cụ tiếp tục vận động các gia đình quay đê lấn biển, mở rộng làng, ổn định sản xuất. Ghi nhận công lao của dân làng Tá Lan, năm 1758, triều vua Lê Cảnh Hưng đã ký sắc công nhận làng Tá Lan thuộc huyện Thủy Đường, trấn Hải Dương và phong sắc hậu thần cho 16 vị có công mở làng lập ấp, cho phép dân làng dựng đền thờ hàng năm hương khói và lấy 12 tháng Giêng âm lịch hàng năm là ngày dỗ hậu. Tri ân công lao mở đất lập làng, nơi thờ tự 16 vị hậu thần được xây dựng tại thôn Bắc Vang. Song do chiến tranh và sự tàn phá của thiên nhiên, đền thờ xuống cấp và mai một. Năm 2003, Đảng bộ và Nhân dân xã Dương Quan đã phục dựng lại nơi thờ tự 16 bậc tiền nhân ngay cạnh đình làng để con cháu hàng năm hương khói và tri ân tổ tiên. Đền thờ 16 vị hậu thần được phụng dựng luôn là nơi hội tụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Dương Quan, giàu truyền thống yêu nước và hiếu học. Tại chương trình, đồng chí Bùi Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã lên đánh trống khai hội lễ dỗ 16 vị hậu thần xã Dương Quan. Ngay sau đó, các đại biểu nhân dân đã dâng hương kính lễ và tổ chức các hoạt động tế lễ cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, người người bình an. Lễ dỗ là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống lịch sử, đồng thời thể hiện lòng thành kính và đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, thể hiện tính nhân văn sâu sắc trong cội nguồn văn hóa Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ lễ dỗ 16 vị hậu thần xã Dương Quan, để tạo không khí vui tươi phấn khởi, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức các gian hàng hương vị chợ Tết Xuân mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và học sinh tham gia.